Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và có thẻ tín dụng nha. Địa chỉ là số 66/27 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444100. Số thứ hai là 06/08748 nha. Hai số này mình đều xài Zalo. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ nhắn tin qua trang Zalo hoặc là fanpage nha. Bên mình thì làm việc từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng, 1 đổi 130 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc. Một số máy thì mình hỗ trợ thêm tai nghe. Bên mình thì bán điện thoại có ship core đi toàn quốc luôn. Ở xa có nhu cầu mua điện thoại bên mình thì cọc cho bên mình trước phí ship nha. Bên mình ship hàng cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền. Mọi thông tin chi tiết thì mình để dưới phần mô tả video. Anh em chỉ cần kết vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ tất cả thông tin cho mọi người tham khảo nha. Anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình nha mọi người. Thì đầu tiên hôm nay thì mình cũng có về được một số máy mới giới thiệu với tất cả mọi người luôn. Mình có một cây Samsung Galaxy Z Fold 2 này, giá rẻ này, ngoài nó hơi trầy nha, hơi trầy. Giá bán cây này của bên mình chữa cháy thôi, 7,5 triệu nha, Z Fold 2. Về tiếp Z Fold 3 nha, Z Fold 3. Cây này thì nó gập không có được phẳng lắm nha, đây nó hơi cong cong xíu nha, Z43 giá tốt, hàng Việt Nam luôn, hơi trầy nữa nha, hơi trầy. RAM sẽ là 12GB, mình nhớ trong là 256GB nha, hàng Việt Nam, Z43 nha. Z43 này thì giá bán của bên mình sẽ là 10 triệu nha, 10 triệu. Hôm nay có máy đẹp nữa nè, máy đẹp nữa nha, Z43. Máy đẹp nha, máy đẹp 12,5 triệu nha, hàng Việt Nam nha mọi người, Z43 hàng Việt Nam. Rồi có máy chữa cháy nữa đây, cây này là cây Samsung Galaxy Note 20 nha, RAM 8/256, màn hình nó có ám cực kỳ nhẹ luôn, nhìn không thấy luôn nha. Hàng chính hãng Samsung Việt Nam nha mọi người, hàng chính hãng Samsung Việt Nam, ngoại hình khá đẹp. Giá bán của bên mình là 4.950.000 nha, 4.950.000. Tiếp theo là cây này là cây S21 FE nha, đây. Chỗ này nó hơi sáng hơn một xíu này, nó ám nhẹ một xíu nha, S21 FE. Giá tốt luôn. RAM sẽ là 8, bộ nhớ trong 128, ngoại hình đẹp keng nha, đẹp keng luôn, đẹp keng. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 4.850.000 nha, 4850 thôi. Màn hình nó không ảnh hưởng gì nha mọi người. Cây này nó bị ám một xíu 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 thôi nha, một tí thì tí thôi. Đây là cây S21 5G hàng Việt Nam, ngoại hình hơi trầy nha, ngoại hình hơi trầy. Hơi trầy như thế này thì giá bán của bên mình sẽ là, cây này giá bán của bên mình là 4,9 triệu nha, 4,9 triệu. S21 5G 4,9 triệu thôi. Có một cây Xiaomi Blackshot 4 nha, thanh lý này, cây này sườn nó hơi trầy, mắc vân tay nha, cây này bị mắc vân tay rồi, mắc vân tay rồi nha. Chạy chip Snap 870 Blackshot 4 luôn, RAM 8, bộ nhớ trong 128GB, pin 4,5 triệu nha. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 3,2 triệu nha, 3,2 triệu. Blackshot 4, một cái máy chuyên game cho anh em nào muốn chơi game nha. iPhone XR 64GB 4,4 triệu, máy đẹp nha, pin 79, máy đẹp keng luôn. iPhone 12 Pro Max 256GB, con này ngoại hình hơi trầy nha, bản 256GB chỉ 14,2 triệu thôi. 12 Pro Max. iPhone 13 128GB pin 86, ngoại hình 97 nha, 11,9 triệu. Ngoài con này hơi trầy xíu, chỉ với giá 11,9 triệu thôi. Máy đẹp. Con này máy hơi trầy, máy này con này pin 83, iPhone 13. Máy hơi cắn xíu, 11,2 triệu nha. Có cây máy đẹp đây. Máy đẹp 12,8 triệu nha, iPhone 13. Đẹp, mình có 3 cây màu hồng. iPhone 12 mini 64GB pin 84 nha, ngoại hình đẹp nha, 12 mini. Giá bán của bên mình là 6,4 triệu. iPhone 12 Pro Max máy lóc 11,5 triệu nha, 12 Pro Max máy lóc.
Con này là con SE 2022 64GB pin 95, 5.450.000 nha. SE 2022 mang trong mình cấu hình 13 rồi mắt. XS Max 64GB pin 83, 6450 nha, XS Max. Mình có một cây 11 Pro Max 64GB pin 86, 9 triệu nha, 11 Pro Max. Pin cao. Galaxy S21 FE RAM 8/128, ngoại hình đẹp keng như mới nha, 6.500.000, đẹp như mới luôn. Samsung Galaxy Z Fold 4 nha, 2 SIM, RAM 12/256, máy đẹp 99, 16.900.000 nha, Z Fold 4, máy khá là đẹp luôn. Con này màn hình trước là độ phân giải là 2K luôn nè, màn hình 6.2 inch, viền khá là mỏng. Màn hình trong của con này là 7.6 inch nha, gấp cực kỳ phẳng luôn, máy đẹp. Hàng chính hãng nha, hàng chính hãng Samsung Việt Nam. Hàng chính hãng nha, Z Fold 4. Bên mình thì khoản vay tầm 20 triệu đô lại thì mình hỗ trợ cho mọi người trả góp nha, không cần trả trước cũng được. Z Fold 4 màu gray, máy cũng đẹp như mới luôn, đẹp keng luôn. Hàng Việt Nam luôn nha, hàng Việt Nam. Giá bán cũng là 16.900.000 nha, hàng Việt Nam nha, hàng Việt Nam sẽ cao hơn mấy tấc tay nha mọi người. S21 LED bản Mỹ nha, RAM 8/128, 6.350.000. S21 LED bản Mỹ sẽ được 2 SIM, một hoạt lý và một e SIM. Galaxy A34 5G, bảo hành từ tháng 9/2024 nha, bảo hành khá là dài luôn, 5.300.000 nha. S20 FE 5G 1 SIM bản Mỹ, lộn bản, con này bản A hàng nha, bản hàng chứ, bản hàng có màu đỏ khá là chói lói luôn, RAM 6/128, 3950. Bản hàng có thêm màu tím nữa nè. Galaxy Z Flip 5 bản hàng, bản hàng giờ đã lên được, đã có được 2 SIM nha, một vật lý và một e SIM. Con này bản RAM 8 mùi như trong 512GB luôn. Z Flip 5 nha. Giá bán là 14.500.000 thôi, Z Flip 5. Giảm giá còn 14.500.000. Z Flip 3 nha, cây này hơi trầy. 6.500.000 nha, Z Flip 3, 6.500.000 thôi. Con này bản hàng một SIM, nhưng mà bản hàng thì bộ nhớ nó cao nha, bản hàng bộ nhớ trong là tới 256GB luôn. Con này là bản Việt Nam 2 SIM, 128GB cũng hơi trầy xíu, giá bán là 6.600.000 nha. Z Flip 3, Z Flip 4 hôm nay mình giảm cho mọi người, còn với giá là 8.200.000 nha, 8.200.000, và bản 256GB là 8.500.000 nha. Z Flip 4 khá là tốt nha mọi người, máy đẹp. Galaxy Z Flip 4 thì mình còn được hai màu, màu tím và màu kem nha, màu kem. Xiaomi Redmi 12 RAM 8/128 nha, máy đẹp, 3.250.000 Redmi 12. Xiaomi Redmi Note 10 RAM 4/164, ngoại hình đẹp nha, 2.350.000. Con này sở hữu màn hình OLED. Xiaomi Redmi Note 11 RAM 4/164, 2.550.000. Vivo V25 Pro RAM 8/128 nha, ngoại hình đẹp keng 99, V25 Pro. Giá bán là 5.950.000 nha. Màn hình cong này, camera khá đẹp luôn. i33s RAM 8/128 nha, 3 triệu. Con này là con Vivo V25e 3.800.000, máy đẹp nha. V25e thì mình đang có hai màu, màu vàng và màu xám nha. Màu vàng đây, màu vàng này, máy đẹp nha, V25e. Vivo V20se nha, 2.350.000. Con này được cái sở hữu màn hình OLED nha, vật lưng nó hơi chạy nhẹ nha, lưng hơi chạy nhẹ. Vivo i16 RAM 4/128 nha, khá là đẹp luôn, 2.300.000 i16. Vivo con này là V23e 3.150.000, ngoại hình đẹp 98 nha, ngoại hình đẹp 98. Oppo Reno 8 Pro 5G nha, máy đẹp, 6.500.000, 8 Pro 5G. Và mình có con này là con Oppo K10 5G nha, 4.000.000, K10 5G. Oppo Find N2 Lip nha, RAM 8/256, bảo hành khá là dài luôn,
Giá bán là 10 triệu rưỡi nha, giảm giá còn 10 triệu rưỡi. N2 Lip 10 triệu rưỡi. Con này máy rất là đẹp nha, rất là đẹp luôn. S21 Ultra hàng Việt Nam nha, ngoại hình đẹp 98, 9 triệu nha. Ui, con này khá đẹp luôn nha mọi người, S21 Ultra hàng Việt Nam. Khá đẹp nha, 9 triệu. Mình có máy chạy chạy hơn thì tầm từ 7 triệu hơn cho đến với từ 7 triệu hơn với tới 8 triệu rưỡi nha, tùy máy. Máy đẹp là 9 triệu nha. Xiaomi 12 6 triệu, RAM 8 256, chip 8 Gen 1 nha. Camera con này 50 chấm màn hình cong. Xiaomi 12. Cây này là cây Samsung S21 FE nha, RAM 8 128. Máy đẹp 98 nha, S21 FE 6 triệu 2. Xiaomi Mi 11T RAM 8 128 nha, 4 triệu 4 Mi 11T. Con này chạy chip Dimensity là 1200, camera 108 chấm nha. Samsung S20 FE 1 SIM RAM 6 128 3 triệu 950 nghìn nha, bản hàng nha mọi người. S20 FE bản hàng giá khá tốt. S20 LED nha, 5G 1 SIM 4 triệu 850 nghìn. Oppo Reno 6 5G màn hình ám cực kỳ nhẹ luôn, nhìn không thấy luôn nha, nhìn không có thấy đâu. Giá bán là 3 triệu 750 nghìn nha, Reno 6 5G. Samsung A54 5G RAM 8 128, con này chạy nhẹ xíu. 8 128 nha, 5 triệu 4 A54 5G. Poco M4 Pro. M4 Pro nha. 3 triệu 150 nghìn thôi, màu vàng. Khá đẹp luôn. Con này mình giảm còn 3 triệu thôi. Full box nha, M4 Pro nha. Hôm nay full box bán với giá là 3 triệu. iPhone 13 Pro Max 128 GB pin 86 nha, ngoại hình đẹp. 13 Pro Max pin 86 128 GB nha, 16 triệu rưỡi nha, 16 triệu rưỡi. Tecno Bova 4 Pro RAM 8 128 nha, Bova 4 Pro 3 triệu 450 nghìn, RAM 8 128, một con máy chip rất là mạnh, pin tới 6000, màn hình OLED nha, chip Helio G99, con này thì game tốt. Black Shark 5 RAM 12 128 5 triệu 9, máy đẹp nha. Black Shark 5 Poco F3 RAM 6 1 con này K40 nha mọi người, K40 RAM 6 128, máy sách tay chữ tiếng Việt, giá bán là 3 triệu 8 nha, chip 870 màn hình OLED, camera 48 chấm luôn. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G bản RAM 8 bộ nhớ trong 256 GB, lưng kính khá là đẹp nha, 5 triệu 250 nghìn thôi. Xiaomi Redmi Note 11 RAM 4 bộ nhớ trong 64, 2 triệu 550 nghìn nha, Note 11. Con này là con Redmi 12 RAM 4 128, màn hình đẹp keng nha, 2 triệu 9 Redmi 12. Cái này cây Poco C40 RAM 4 1/64, con này chạy chip Snapdragon là 680 nha, giá bán là 2 triệu 150 nghìn. Con này là con Redmi Note 11 Pro RAM 8 128, ngoài đẹp 98 nha, 3 triệu 850 nghìn thôi, Note 11 Pro. Con này là con Xiaomi CV2 RAM 8 128 nha, mình giảm giá cho mọi người còn 5 triệu 2 nha, CV2. Con này thì mặt trước nó giống như iPhone 14 Pro Max luôn nha mọi người, hình viên thuốc nè. Một cây máy RAM lên đến 12 GB, giá bán là 3950, Realme Q5 5G, chip 695 5G nha. Bản RAM 12, mình nhớ 256 GB. Sony Xperia 5 Mark 2, con này chip khá là mạnh luôn, giá bán là 3950 nha, 3 triệu 950 nghìn thôi. Oppo Reno 10 5G nha, RAM 8 bộ nhớ trong 256, máy đẹp 99 nha, Reno 10 5G. Giá bán của bên mình là 7 triệu 150 nghìn. Bản 200, bản 128 GB là 7 triệu 150 nghìn nha, bản 256 GB là 7 triệu 350 nghìn thôi.
Cây này là cây máy tính bảng Lenovo M10 Full HD LED nha, máy niêu nguyên siêu, hôm nay còn một cây duy nhất luôn. Cây này thì RAM 4 và nhớ trong 64, màn hình là 10.3 inch, độ phân giải Full HD. Pin cực kỳ trâu bò luôn nha, camera chính là 8 chấm, camera phụ là 5 chấm nha, màn hình là 10.3 Full HD nè. Cây này thì giá bán của bên mình là máy mới 100%, bán chỉ có 3 triệu thôi, còn một cây là hết hàng rồi nha mọi người. iPad Air 5 64GB, iPad Air thế hệ 5 64GB phiên bản Wi-Fi nha. Đây, Air 5. Ngoài hình còn đẹp ken 99 nha, đẹp ken 99, Air 5 nha. Giá bán của bên mình sẽ là 9 triệu rưỡi nha, full box iPad Air 5 đẹp ken 99 nha, 9 triệu rưỡi. Wi-Fi 64GB mà vì màn hình khá là mỏng luôn, con này cấu hình khá là mạnh nha. Samsung Galaxy Tab S8 5G, con này chip mạnh nè, RAM 8/128. Màn hình độ phân giải lên đến 2K. Màn rất là đẹp luôn. Màn cực kỳ đẹp luôn nha, pin khá là ổn, con này mình đang xài một cây, pin rất là trâu bò luôn. Rất là đẹp nha, có hỗ trợ 5G, AP8 5G, 5G này có xài sim có thể xài như điện thoại luôn nha. Pin con này thì được 8.000, ngoại hình đẹp ken 99 nha, đẹp như mới luôn. Cây này thì giá bán của bên mình là 8.2 triệu, 8.2 triệu. Hay Tab S8 5G. Và tiếp theo mình có cây Tab S7 nha, cây này thì vỏ nó hơi trầy xíu thôi, hơi trầy tí nha, Tab S7. Màn hình đẹp, có tặng luôn cái bút luôn, Tab S7 nha, Tab S7. Cây này thì giá bán của bên mình chỉ với giá là 5 triệu rưỡi thôi, Galaxy Tab S7, viền nó hơi trầy tí nha, Tab S7 5 triệu rưỡi. Đây là cái máy tính bảng nha, Lenovo Cyosin Pad Pro 2021 nha, một con máy chip 870, RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB, màn hình độ phân giải lên đến 2K, máy đẹp ken 99 nha, đẹp ken 99 luôn. Giá bán của bên mình là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi. Lenovo Tab M10 Full HD LED nha, RAM 4, bộ nhớ trong 64. Cây này thì mình thanh lý với giá là 2 triệu 7 thôi nha, 2 triệu 7, M10 Full HD LED. iPad Gen 9 64GB nha, máy đẹp, iPad Gen 9 64GB, 64GB Wi-Fi nha, Gen 9. Con này có 4G luôn nha, có 4G luôn, Wi-Fi 4G, 64GB Gen 9 nha, giá bán là 6 triệu rưỡi, iPad Gen 9. Realme 8, con này màn hình OLED nha, RAM 8/128, màn hình có ám nhẹ này, ám nhẹ xíu nè. Giá bán của bên mình là 2 triệu 2 nha, Realme 8 2 triệu 2, camera 64 chấm luôn. Tai nghe. Tai nghe này là AirPods Pro, AirPods Pro nha, AirPods Pro. AirPods Pro thì bên mình bán với giá là 165.000 nha, hàng 11 nha. Và mình có AirPods Pro Gen 2 là 175.000 nha mọi người. Mình còn hai loại AirPods Pro. Và mình còn AirPods 2 nữa nha, AirPods 2 155.000 tai nghe nha. Những cái tai nghe này thì anh em vui lòng mà chuyển khoản đủ nha, tại vì nó không có bao nhiêu tiền nên mình, và mình cũng không bao phí ship nha mọi người. Giá bữa bên mình bán thì khá rẻ rồi, này về bán cho anh em để mua cho anh em xài thôi, chứ còn mấy cái này thì bán không có lợi nhuận nha mọi người. Samsung Z Flip 3 nha, ngoài hình hơi trầy xíu, giá bán là 6 triệu 8 nha, 6 triệu 8 Z Flip 3. Z Flip 5 nha, bản hàng RAM 8, bộ nhớ trong 512GB, ngoại hình đẹp ken 99 nha, Z Flip 5 15 triệu nha. Z Flip 3 5G, một SIM RAM 8/256 nha, giá bán của bên mình là 6 triệu 8 Z Flip 3 5G, hàng chính hãng đây, ngoại hình đẹp nha. Con này bản sách tay luôn, con này thì máy đẹp nha, 7 triệu Z Flip 3 5G nha. Z Flip 3 5G hàng Việt Nam 2 SIM, ngoại hình cũng hơi trầy nhẹ nha,
6,6 triệu thôi. Nói chung là tùy tình trạng máy nha. Z Flip 4 RAM 8 128 màn hình đẹp keng 99 nha, 8,5 triệu nha. Z Flip 4 hôm nay còn có giá 8,5 triệu thôi. Máy hàng Việt Nam đẹp keng chứ không phải máy chạy nha. Z Flip 4 nè, hàng Việt Nam 8128. Z Flip 3 quốc tế 2 SIM màn hình đẹp nha, 6,6 triệu thôi. Z Flip 3. Z Flip 4 bản 256GB bản từ tháng 8 2024 nha, bảo hành rất là dài luôn, còn tới 10 tháng nữa, giá bán là 9,2 triệu. Z Flip 4 8256 nha, máy ngoại hình đẹp keng 99, giá bán của bên mình là 9 triệu. 8128 bảo hành tháng 10 2023, giá bán của bên mình là 8,6 triệu nha. 8,6 triệu. A33 5G 3,550,000 thôi, ngoại hình chạy nhẹ nha, giá khá rẻ luôn. A33 5G RAM 6/128 nha. Galaxy S20 LED 5G 1 SIM 4,950,000 nha. 4,950,000 S20 LED 5G 1 SIM. Samsung Galaxy A22 5G nha, giá bán của bên mình chỉ 2,850,000 thôi. S21 FE 5G 2 SIM 6 triệu nha, RAM 8/256, ngoại hình nó hơi chạy xíu, 6 triệu nha. S21 FE 5G nữa, 2 SIM RAM 6/128, 6 triệu nha. S20 LED 5G thì mình đang còn 3 màu nha, màu xanh ngọc, màu gray và màu trắng nha, 4,850,000 thôi, giảm còn 4,850 thôi. Note 20 Ultra hàng Việt Nam 2 SIM nha, ngoại hình đẹp 98, RAM 8/256, giá bán hôm nay của bên mình là, con này máy đẹp nha, khá là keng luôn, 8,5 triệu. Máy keng là 8,5 triệu nha. S20 FE bản Canada 3,950 thôi. Samsung M53 5G, con này ngoại hình hơi chạy, 4,5 triệu nha, M53 5G. S21 Ultra 5G Việt Nam 2 SIM nha, 8,650,000 nha, ngoại hình chạy nhẹ nha, hàng Việt Nam 2 SIM. S22 Ultra 2 SIM, máy này chạy cả nóc rồi, 10,9 triệu nha. Mặt lưng có dán, ngoại hình nói chung là còn tương đối đẹp nha. S22 Ultra 10,9 triệu thôi. Note 20 Ultra hàng Việt Nam nha, con này màn nó có sọc một xíu, 4,5 triệu. Note 20 Ultra 1 SIM ám nhẹ 7,350. 7,350,000, rất là nhẹ luôn. S21 Ultra 5G hàng Việt Nam 2 SIM 9,5 triệu nha. Samsung A24 RAM 8/128 bản thứ 6 2024, mặt lưng nó hơi chạy nha, giá bán là 3,850,000 nha. A24 S22 LED nha, hàng Việt Nam, ngoại hình tầm 97, 9 triệu thôi. S22 tổng giá khá tốt nha. S20 LED 5G 1 SIM màu đỏ nha, 4,850. Note 20 Ultra hàng Việt Nam 2 SIM nha, ngoại hình khá đẹp, 8,5 triệu nha. S22 LED, con này màn hình nó ám nhẹ thôi, ám nhẹ xíu trên cái đầu thôi, mà giá bán chỉ có 7,7 triệu nha. Tầm tiền ở mua này khá ổn nha mọi người. M33 5G RAM 6/128, ngoại hình còn khá đẹp nha, 3,650. Vinmax Lite 4 RAM 6/164 2,250,000 thôi. Lite 4 RAM 6/164 nha, chip 675, màn hình Full HD, pin thì khá là khỏe luôn. Con này là con Sharp R5 nha, RAM 12 256GB, chạy chip 865 luôn, giá bán của bên mình là 3,2 triệu nha. Realme 9i nha, 2,6 triệu nha. Realme 9i RAM 6/128 nha, giảm giá còn 2,6 triệu thôi. Lite 4 RAM 6/164
Google Pixel 6a nha, RAM 6128 bản quốc tế 5 triệu. Aris nha, RAM 6 của như 64 2.550.000 thôi. Aris. Con này là con Honor V40, giá bán là 4.250.000 thôi, RAM 8 256 nha, màn hình cong V40, một con máy chụp hình rất là đẹp, bản xuất tay nha. Bản xuất tay thì sẽ không có tiếng, không có tiếng lag. Google Pixel 6a màu này màu xanh ngọc nha, 5 triệu. Vinmark Aris, RAM 6 của như 64, máy như mới luôn, 2.550.000. Soi 4 nha, RAM 3 bộ nhớ 64, 1.850.000 nha, Vinmark Soi 4. Soi 4, RAM 3 bộ nhớ 64, 1.850.000. Máy này đẹp như mới nha, không một vết chày nha mọi người. Trong có một hơn 1 triệu thôi mà mua con Soi 4 là rất là ok luôn. 2.250.000, Line 4, RAM 6 bộ nhớ 64 ghi. Con này Realme C53 nha, RAM 6128, giá bán là 2.950.000 nha, C53. Realme C53, 6128 tiếp. Xiaomi Redmi Note 11 Pro, RAM 8128 nha, ngoài hình hơi trầy, 3.800.000 nha. Redmi K40 RAM 6128, máy xách tay chưa tiếng Việt, 3.950.000 nha. K40 này thì nó chạy chip 870 màn hình OLED nha. Note 11 Pro 5G 4.2. Note 11 Pro 5G nha. Xiaomi Redmi Note 11 RAM 6128, ngoại hình thì chạy nhẹ thôi, tầm 97 nha. 2.500.000. K30 5G RAM 6 bộ nhớ 64 ngoại hình 97 nha, 2.750.000. Con này màn hình 120Hz chạy chip 765 5G nha. Xiaomi CV2 5.350.000, RAM 8128. CV2 nha, con này camera khá là đẹp luôn. Màn hình cong nữa chứ. Poco X3 Pro RAM 8256 ngoại hình đẹp 98, 3.500.000 nha. Bản RAM 8256, con này chạy chip 860. Blacksat 5 nha, RAM 12 bộ nhớ 128, 5.900.000 nha. Blacksat 5, một con máy chiến game, anh em nào thích nó thì mua gì chơi game. Poco C40 RAM 4 bộ nhớ 64, chạy chip 680, ngoại hình đẹp keng 99 nha, 2.150.000 thôi. Mi 11 Lite nha, máy đẹp 98, 3.000.000. Mi 11 Lite. Oppo A76 đẹp keng 99 luôn, 3.150.000 nha. A76 tiếp, 3.150.000. Anh lấy hết mấy con A76 nè. A76 thì RAM 6128 nha, camera rất là đẹp. A96 nha, A96, ngoại hình cũng đẹp luôn, 3.500.000 nha. Oppo Reno 8 5G, giá bán là 6.250.000, ngoại hình đẹp keng 99 nha. Reno 8 5G. Reno 8 Pro 5G, 6.500.000. RAM lên đến 12.256 nha. Oppo Reno 7Z 5G nha, RAM 8128, ngoại hình đẹp 98 nha, 7Z 5G, 4.000.000 nha mọi người. Oppo A98 5G nha, 5.500.000, ngoại hình đẹp keng 99 nha, A98 5G, con này mới ra thôi. 8T 5G, RAM 8128, 5.350.000 nha. Oppo A57, RAM 4128 nha, RAM 4128 A57, 2.650.000 A57 nha. A77S, 3.500.000 nha, RAM 8128 A77S. Oppo A55 còn một cây RAM 4/64 nha, thanh lý cho mọi người với giá là 2.500.000 nha, 2.500.000 A55. Oppo Reno 8Z 5G, ngoại hình thì đẹp keng 99 nha, giá bán là 4.850.000 nha. Con này là con Oppo K10 5G nha mọi người, RAM 8128, ngoại hình đẹp 98, hôm nay chỉ có giá 4.000.000 thôi. K40 Gaming RAM 12256, 4.750.000 nha, K40 Gaming.
K40 gaming tiếp RAM 12 bộ nhớ 256GB, ngoại hình cũng còn đẹp 98 nha. Giá bán là 4850. Samsung M34 5G bản từ tháng 10/2024. Con này tính ra mới mua thôi. Ngoại hình đẹp nha, 5 triệu. Oppo A58 RAM 6 128 nha, 3.750.000. Con này là con Samsung Note 10 RAM 12 256 nha, lưng nó thay rồi. Giá bán chỉ có 3550 nha mọi người, giá này quá rẻ cho anh em là chữ trái luôn á. S20 FE bản 1 SIM nha, bản này bản Canada, RAM 6 128, 3.950.000 nha. S21 Ultra nè, hàng Việt Nam 2 SIM, RAM 12 128 nha, 9 triệu. Oppo Reno 8T 5G, con này thì RAM 8 128, ngoại hình đẹp keng 99 nha, giá bán của bên mình là 5.350.000. Oppo Reno 8 5G, RAM 12 256GB, 6.500.000 nha. Realme 8 Pro RAM 8 128, ngoại hình đẹp 99, 3.600.000. iPhone 13 pin 85, ngoại hình đẹp 98 nha. Con này giá bán của bên mình là 12.200.000 thôi. Con này cấu hình rất là mạnh nha mọi người, Motorola One 5G ACM. Con này thì RAM 6 128, máy sách tay chứa tiếng Việt nha, nhưng mà con này chạy chip Snapdragon là 750 5G nha, camera 48 chấm, giá bán là 2.900.000 thôi. Oppo Reno 6Z 5G, RAM 8 128, ngoại hình đẹp 98 nha, 3.650.000. VinMax Choice 4 nha, RAM 4 bộ nhớ 64, con này ngoại hình hơi trầy nha, giá bán của bên mình là RAM 6 bộ nhớ 64 luôn nha, RAM lớn. Chip 665 pin 5000, giá bán của bên mình là 1.800.000 thôi. Samsung Galaxy M33 5G, ngoại hình hơi trầy nha, RAM 6 128, giá bán là 3.650.000 thôi. VinMax Aris nha, RAM 8 128, ngoại hình đẹp 98, 2.750.000 Aris. Mấy con Realme giờ mình xả nha, Realme C25 Ê, RAM 4 64, ngoại hình đẹp 98 nha, 2.000.000 nha. C21i, con này RAM 4 bộ nhớ trong 64, mình cũng giảm cho mọi người còn 2.000.000 luôn nha. Những cây này thì pin rất là trâu, màn hình to, pin hình như lên đến 6.000 lần. Samsung Galaxy A12 RAM 4 128, 2.250.000 nha. Realme 7i RAM 8 128, con này giảm giá cho mọi người còn 2.650.000 7i nha. Oppo A76 RAM 6 128, ngoại hình đẹp như mới luôn nha. A76, giá bán của bên mình cây này sẽ là 3.150.000, giảm giá cho mọi người nha. Realme C21i 2.000.000, RAM 4 64, pin 6.000, màn hình 6.5. S21 FE nha, 5G, RAM 6 128 nha, giảm giá còn 6.000.000 nha. S21 FE 5G, ngoại hình khá đẹp. Choice 4 nha, VinMax Choice 4, RAM 4 bộ nhớ RAM 6 bộ nhớ 64, ngoại hình đẹp keng 99 nha. Hôm nay mình giảm giá cho mọi người còn 2.050.000 nha, Choice 4. Và có RAM 4 bộ nhớ 64, ngoại hình cũng keng như mới nữa nè. Giá bán là 1.950.000 nha, Choice 4. C21i, RAM 4 bộ nhớ 64. Màn có đốm nhẹ nha, có đốm nhẹ. Hôm nay mình giảm còn 1.650.000 nha, C21i. Mấy con Realme này anh em nào muốn một con máy màn hình to pin trâu thì mua nó nha, tại khá là rẻ rồi. Con này C21i RAM 3 bộ nhớ trong 32, giảm giá cho mọi người luôn còn 1.850.000 thôi. 1.850.000. C21i RAM 4 bộ nhớ 64, C25i chứ, 2.000.000. S21 FE 5G 2 SIM nha. Con này thì máy đẹp 98, RAM 8 256, giảm giá cho mọi người còn 6.500.000 nha. Tiếp theo là Sony Xperia 5 Mark 2, mình còn có 2 cây duy nhất thôi. Giá bán là 3.950.000 nha, 3.950.000. Và cùng tầm giá 3.950.000 thì mình có con Realme Q5 5G nha, RAM 12 256 và con này chạy chip Snapdragon 695 5G nha. Mình còn một vài cây, khoảng RAM đi đến 12GB luôn. VinMax Joy 4 nha, RAM 4 bộ trong 64, ngoại hình đẹp 98, 1.850.000 nha, 1.850.000 thôi. Con này Realme C17 nha, RAM 6 128, ngoại hình đẹp 98 nha. Giá bán của bên mình là 2.500.000 luôn, C17 nha. VinMax Aris Pro
một con máy camera màn hình, camera ẩn dưới màn hình nha, ngoại hình hơi chạy xíu, Aris Pro nha, mình giảm giá cho mọi người con này còn 2,5 triệu nha, Aris Pro. Vivo i55 RAM 8 128 ngoại hình đẹp 99 nha, chạy chip Snapdragon. Giá bán của bên mình là 3,350,000 thôi. Con này là con Note 11 Pro 5G RAM 8 128 nha, giảm giá cho mọi người con này còn 4,2 triệu. Thanh lý hết. Con này là con Vivo S1 Pro 8 128 nha, ngoại hình hơi chạy 2,5 triệu nha, S1 Pro thì sở hữu màn hình OLED nha, 2,5 triệu thôi. VinMax Avid RAM 6 bộ nhớ trong 64GB, ngoại hình đẹp 98 nha, 2,5 triệu. Con này là con Vivo i21 nha. Con này sườn nó hơi cắn nhẹ thôi. i21. RAM là 4 bộ nhớ trong 64, 2,5 triệu nha. C17 tích nha, C17, 2,5 triệu. Còn có i21i nữa, 1,5 triệu thôi, thanh lý cho mọi người 1,5 triệu nha, RAM 4 bộ nhớ trong 64. 1,6 triệu chứ, 1,650,000. i21 nha, RAM 4,64. Vivo i35 nha, RAM 8 128 ngoại hình đẹp 99 nha, giảm giá cho mọi người còn 3,350,000 thôi, i35. Vivo i33s RAM 8GB, con này cái email số đuôi nè, tôi quý luôn, 2,000,000, giảm giá còn 2,7 triệu nha. C21i RAM 4 128 nha, ngoại hình đẹp keng 99 luôn, con này mặt lưng còn dáng nha. Vivo i21s chứ, 2,4 triệu, giảm giá còn 2,4 triệu. Vivo i22s RAM 8GB, ngoại hình đẹp keng 99 nha, 3,2 triệu, RAM 8GB nha. Đây là con Xiaomi 13 Lite RAM 8 256GB luôn nha, bản RAM 8 256, camera trước thì giống như iPhone 15 luôn, 14 luôn nha, giá bán là 6,350. Con này là con VinMax Aris nha, RAM 8 128, 2,850,000 nha. Tiếp theo là mình có một cái Oppo Reno 7 Pro 5G, máy đẹp 99, 6,5 triệu nha, RAM 12 256 nha, cấu hình rất là mạnh, camera đẹp, chỉ có giá là 6,5 triệu thôi. Rồi, anh em nào coi video thì cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của bên mình ạ.